Một người đàn ông đang điều trị tai biến tại bệnh viện bất ngờ rơi từ tầng 6 xuống tầng 1 dẫn đến tử vong. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Diện, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Tĩnh xác nhận một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện rơi từ tầng 6 xuống tử vong. Theo đó, ông T, 46 tuổi, ngụ tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh và điều trị tai biến tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Tĩnh được khoảng 10 ngày nay. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 13 tháng 3, ông T từ phòng điều trị ở tầng 4 đi lên tầng 6 của bệnh viện, sau đó rơi từ khu vực cầu thang của tầng 6 xuống tầng 1 dẫn đến nguy kịch. Ngay sau đó, ông T được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu nhưng đã tử vong sau khoảng 1 giờ nhập viện. Theo bà Diện, ông T bị tai nạn dẫn đến tai biến và điều trị tại bệnh viện theo từng đợt, mỗi đợt khoảng 15 ngày. Trước khi vào viện, ông T bị liệt, sau nhiều đợt điều trị ông đã tự mình chống gậy đi lại. Qua tìm hiểu thì mấy ngày nay ông T có biểu hiện chán nản, nghi ngờ ông T tự tử.